Sáng nay, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt Hội Nông dân các cấp của tỉnh năm 2020. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tham gia lớp học có 169 học viên. Trong thời gian học tập từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 9, các học viên sẽ được nghiên cứu những nội dung như tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng mô hình điểm triển khai 3 nghị quyết của hội, tập huấn kỹ năng giải quyết khiếu nại tố cáo, tập huấn chương trình mỗi xã một sản phẩm và một số nghiệp vụ công tác của cơ sở hội. Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các học viên tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên nông dân, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân thay đổi tư duy sản xuất, xây dựng các tổ hợp tác xã, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, nhất là các mô hình công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ. Phát triển các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh phù hợp gắn với công nghiệp chế biến và thị trường. Nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng gắn với xây dựng nông thôn mới.